Quý anh chị tuổi Nhâm Tý kính mến, mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu và đưa ra dự báo rằng quý anh chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, mệnh tang đố mộc là một trong những con giáp cực kỳ là may mắn trong tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây. Vận trình của quý anh chị được nhiều các tinh cao chiếu mà ăn nên làm ra tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất cao, giúp cho quý anh chị thay đổi cuộc đời từ đây, được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình của quý anh chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 diễn ra trong tháng 8 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung, hóa cát, làm sao để đón nhiều vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị tuổi Nhâm Tý cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Tiên tri tiết lộ chính xác 100% tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, gặp thời đổi vận, hưởng lộc trời ban, vận số giàu sang, trúng số độc đắc, tiền chất như núi, đúng tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Đầu tiên, xét cung mệnh cuộc đời tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 mệnh mộc, tang đố mộc, có nghĩa là gỗ cây dâu. Do mang đặc tính của mộc nên họ là người chăm chỉ, cần cù trong công việc và học tập. Họ hiểu rõ giá trị cũng như tầm quan trọng của tri thức đối với sự nghiệp. Đây cũng là những người có tinh thần xây dựng và hợp tác rất cao. Họ có đầu óc quan sát nhạy bén, cùng khả năng phân tích sự việc một cách sâu sắc. Họ thích suy nghĩ, khám phá, vì vậy những công việc thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ sẽ phù hợp đối với họ. Ngoài ra lĩnh vực nghệ thuật cũng thu hút sự quan tâm của họ. Đa số người tuổi Nhâm Tý mệnh mộc đều có tài, có chí tiến thủ, ham sáng tạo và luôn mang tinh thần đổi mới. Theo lá số tử vi cho thấy, người tuổi Nhâm Tý mệnh mộc là người thời nhỏ gặp nạn trung niên đủ ăn đồ mặc, thân nhàn tâm khổ, anh em vất vả, họ hàng lạnh nhạt, đều là tự mình làm lấy. Nam nữ tuổi này thường giỏi giang, đây là dạng chuột luôn tiến bộ, hướng tới thành công và rất thân tình. Họ sẽ cố gắng khám phá mọi thứ và tìm ra giá trị sử dụng của hầu hết những thứ họ gặp được. Họ hiểu biết toàn diện về cuộc sống, hoạt động và các hệ thống, làm cho nó hoạt động theo ý mình. Họ có tầm nhìn xa trông rộng và luôn muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao và từ đâu ra, mặc dù họ khá tự cao tự đại, nhưng vẫn biết chiều lòng và chu đáo với người khác bởi họ luôn muốn tìm kiếm sự ủng hộ và ngưỡng mộ. Nhìn chung, Nhâm Tý là người rất linh hoạt, có khả năng tùy cơ ứng biến nên có thể khắc phục nhiều khó khăn, trở ngại, dù có gặp nguy hiểm nhưng cũng không hề sợ mà quyết tâm tới cùng không bỏ cuộc. Họ bình tĩnh và tỉnh táo, có trực giác nhạy bén, có tầm nhìn xa cũng như sự tinh tế, mẫn cảm trong chuyện làm ăn, khó khăn chỉ khiến cho tài năng của bản mệnh càng thêm xuất chúng. Người sinh năm Nhâm Tý 1972 mệnh mộc có ý chí quyết tâm vô cùng to lớn, chỉ cần họ định sẵn một con số về tiền bạc để phấn đấu, dù có phải làm thế nào, họ cũng sẽ cố gắng đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc, chắc chắn sẽ giàu có. Người này có tài kinh doanh, buôn bán, thích cả những thứ đẹp đẽ hoa lệ, song rất hay thay đổi, không kiên định, tiền vận phải vất vả bon chen, khó giành được thành công. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của người tuổi Nhâm Tý chính là luôn tiên phong, dẫn đầu, họ cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi. Theo quan niệm của người phương Đông thì chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe. Tiếp theo hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 8 âm lịch. Theo lịch vạn niên, tiết bạch lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là khoảng tháng 8 âm lịch. Ngày đầu tiên diễn ra tiết khí này được gọi là ngày bạch lộ. Bạch lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn nhất trong năm, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Bước vào tiết bạch lộ, trời đất bắt đầu xuất hiện sương mù, những hạt hơi nước, những hạt móc ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm nhanh, khiến hơi nước ngưng tụ kết thành sương, đọng trên cỏ cây, nhà cửa, còn ban ngày vẫn có nắng nóng, thời tiết ấm áp. Sau tiết bạch lộ là tháng 8 âm lịch, tháng 8 âm, ứng với quẻ phong địa quán, quẻ này có hai hào dương ở trên, bốn hào âm ở dưới, hào dương tượng trưng cho quân tử, các bậc lão thành, hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi, người trên nêu gương mẫu mực cho kẻ dưới noi theo, ấy là một điều tốt.
Hơn nữa, quẻ thượng là quẻ phong, quẻ hạ là quẻ địa, gió thổi trên mặt đất là tượng của đạo đức, lẽ phải, mẫu mực, nghĩa nhân, được lan truyền mọi nơi, quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên khí âm rất thịnh, nên sau tiết bạch lộ nhiều người cần đề phòng bệnh tật các chứng nhiễm lạnh, cảm phong hàn. Tiết bạch lộ rơi vào tháng 8 âm lịch là tháng Dậu, tháng mùa thu có kim khí cực vượng, nên những người sinh tháng này, trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường, quả quyết dứt khoát, ý nghĩa thông minh và đoan chính, nhiều người có dung mạo tú lệ, khôi vĩ và tuấn tú. Đối với những người có đặc điểm mệnh lý khuyết kim, khí cần có kim bổ trợ để cân bằng ngũ hành trong tứ trụ, vì đây là khoảng thời gian vượng vận nhờ được bổ kim, nên họ sẽ có ổn định về sức khỏe, vững vàng về tâm lý, trí tuệ thông thái, mẫn tiệp, hành động quyết đoán, sự nghiệp thuận lợi, công danh tài lộc đều có thu hoạch tốt. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó mà tiết bạch lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết bạch lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe. Mùa thu thường khiến tâm trạng của con người ta buồn rầu. Thế nhưng đây cũng là mùa thu hoạch, cảnh sắc lãng mạn khi tới mùa thay lá trong sắc vàng thu, cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là suy nghĩ. Đông tàn thì tâm tính ôn hòa, thu lại thần khí, nên duy trì thái độ tích cực là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời vấn đề ẩm thực, rèn luyện cần chú trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ cao hơn. Trong những ngày thu của tiết bạch lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực, tiêu trừ cảm giác hậm hực, ngột ngạt u buồn. Khi tâm tình buồn lo, hãy nhấp một chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu, bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh, xua tan cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống giảm bớt u buồn. Ngoài ra vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng cũng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết bạch lộ. Các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn, sung mãn, giải phóng năng lượng, thả lỏng tinh thần, nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương có tác dụng an tâm, tĩnh thần, hun đúc tình cảm tích cực trong con người. Thời điểm buồn bực hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc tự nhiên, bao nhiêu tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại bình an hơn, đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết bạch lộ rất tốt. Dựa theo góc độ dưỡng sinh trong tiết bạch lộ, qua tiết bạch lộ thì táo khí sẽ dần thịnh lên, táo sẽ tổn thương phổi. Lúc này nên ăn nhiều thức ăn tư âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, củ cải trắng, nấm tuyết. Ngoài ra, vào tiết bạch lộ cũng thích hợp ăn cháo, nấu cháo hay gạo nếp với các nguyên liệu có thể kiện tỳ vị, bổ trung khí, phòng thu táo. Các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp, súp nấm tuyết cầu kỳ hạt sen táo tàu, cháo củ ấu với nhân ý dĩ, v.v. đều rất thích hợp. Vậy tử vi tuổi Nhâm Tý trong tháng 8 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời quý anh chị hãy cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Nhâm Tý, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của tuổi Nhâm Tý, con đường sự nghiệp được lâm quang trợ sức, phúc tinh cao chiếu, quý nhân phù trợ, thăng tiến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Con giáp này khá chủ động xử lý những vấn đề còn tồn đọng trước kia, giải quyết được những chuyện khiến cấp trên không khỏi đau đầu trước đó. Thành quả thu về cho con giáp với Nhâm Tý nhận được đánh giá khá tốt từ phía lãnh đạo. Thiên đức cát tinh sẽ luôn ở bên hỗ trợ, giúp cho con giáp này nhanh chóng thoát khỏi trở ngại phía trước. Tất nhiên năng lực cá nhân của bạn vẫn là yếu tố then chốt, bởi tỷ kiên khẳng định rõ lập trường của con giáp này làm gì cũng quyết đoán và dứt khoát vô cùng. Có thể ban đầu bản mệnh vấp phải một số sự ngăn cản chỉ trích, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bằng thành quả mình gặt hái được, tuổi Nhâm Tý chứng minh cho tất cả mọi người không còn nghi ngờ gì về năng lực của bản thân nữa. Thêm vào đó, ảnh hưởng tiêu cực của cục diện tương phá, dấu hiệu kẻ tiểu nhân xuất hiện đã quá rõ ràng. Con giáp này cần phải cẩn thận với những đối tượng tiếp cận với mình, càng là những kẻ nói lời hay ý đẹp thì lại càng dễ đâm sau lưng bạn. Tốt nhất hãy tập trung làm cho tốt các nhiệm vụ của mình, tránh lo chuyện bao đồng, tránh hành xử thiếu suy nghĩ, đắc tội với người khác lúc nào không hay. Khi trong tập thể đang xây sát vấn đề lục đục nội bộ, bạn cũng cần hành xử một cách lý trí, không nên đề cao ý kiến bản thân, hạ thấp quan điểm của mọi người, hãy học cách nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho công việc. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Nhâm Tý, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023.
Tử vi tuổi Nhâm Tý về mặt tài lộc tháng 8 nhắc nhở con giáp này cần phải chi tiêu tiết kiệm thận trọng khi đưa ra những quyết định lớn có liên quan tới tiền bạc, bởi có thể tiền từ túi bạn đi ra nhưng sẽ chẳng thể quay trở về. Bản mệnh trong thời điểm này sống khá lý trí, nhưng con người ai cũng có thể mắc sai lầm, đừng chủ quan mà lúc giật mình tỉnh ngộ thì cũng đã quá muộn màng. Âm sát hung tinh cho thấy dấu hiệu gian trá, lừa lọc trong lời nói của những người xung quanh bạn, không phải tất cả mọi người đều đáng nghi. Song bản mệnh nên lưu tâm khi có người hỏi vay mượn tiền bạc để tránh vừa mất tiền lại mất cả tình. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, đừng ngại tìm hiểu và cũng đừng ngại nói lời từ chối khi cần. Hãy học cách nói không, nếu bạn không muốn mình lúc nào cũng bị người khác lợi dụng trong mục đích riêng của họ. Hãy luôn nhìn nhận rõ thực tế trước mắt cũng như năng lực của bản thân mình. Đừng ham làm giàu nhanh, đừng ham thắng thế tới mức làm những hành vi trái pháp luật. Với người làm công ăn lương, có lẽ bạn phải tốn quá nhiều thời gian để giải quyết những rắc rối, nên các kế hoạch chưa tiến triển được nhanh như dự tính. Việc lương thường dậm chân tại chỗ là điều đương nhiên. Tuy nhiên, tử vi tháng 8 năm 2023 âm lịch cho thấy rằng tháng này vẫn có các tinh thiên đức chiếu mệnh, bạn có trách nhiệm với công việc được giao. Không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân thì vẫn sẽ được lãnh đạo giao cho trọng trách là bàn đạp để thăng chức tăng lương. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Nhâm Tý, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Phương diện tình cảm có lẽ là một trong những điểm sáng chú ý trong vận trình của người tuổi Nhâm Tý, nhờ các mối quan hệ vợ chồng đôi lứa tốt đẹp mà bạn không còn cảm thấy tiêu cực khi nghĩ về tương lai, thậm chí nhờ đó mà bạn tìm được động lực để tiến về phía trước. Các cặp vợ chồng được ngũ hành tương sinh khiến hai người càng thêm thấu hiểu nhau hơn, tất nhiên trong cuộc sống không tránh khỏi những lúc va chạm. Song hai người không lấy đó làm buồn rầu hay oán trách nhau, ngược lại sau mỗi tranh cãi là mỗi một lần hai người hiểu thêm về nhau, từ đó tự điều chỉnh hành vi của mình để trung hòa với đối phương. Nếu gặp phải khó khăn trong công việc, bạn nên tâm sự với người ấy để đôi bên cùng trao đổi và tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất. Thậm chí dù người ấy không thể đưa ra giải pháp cho bạn thì cũng sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu bớt áp lực hơn. Với người còn độc thân, bạn có thể giới thiệu cho họ một vài đối tượng khá triển vọng. Hãy giữ thái độ tích cực khi tiếp xúc với mọi người để không bỏ lỡ các mối lương duyên một cách đáng tiếc. Mới đầu đôi bên có thể thấy hơi ngượng ngùng khi tiếp xúc với nhau, song nếu đã trò chuyện lâu bạn sẽ cảm thấy những điểm hay điểm tốt của đối phương. Cuối cùng là phương diện sức khỏe, tuổi Nhâm Tý, tháng 8 âm lịch năm 2023. Tháng 8 âm này tuổi Nhâm Tý không có nhiều vấn đề về sức khỏe, về cơ bản bạn chỉ hay lo lắng và căng thẳng do công việc và tiền bạc, chứ không có bệnh tật gì nghiêm trọng. Con giáp này có lúc không cân bằng được cuộc sống của mình, dễ phiền não, ủ rủ vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu, nên tự khiến tinh thần sa sút, trong người có cảm giác mỏi mệt, không được linh hoạt cho lắm. Nên tập thói quen suy nghĩ tích cực hơn, lạc quan hơn, chuyện đã qua thì để cho nó qua đi, chứ đừng tự dằn vặt mình thêm nữa, hãy sống vui tươi và hướng về phía tương lai. Siêng luyện tập thể dục, thể thao vừa để giải tỏa căng thẳng, vừa giúp tăng sức đề kháng. Bên cạnh ấy, nếu sắp xếp được thời gian rảnh, bạn nên tham gia các hoạt động thể thao, các hoạt động tập thể. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn, mà còn giúp bạn tạo thêm được các mối quan hệ xã giao, thậm chí gặp gỡ quý nhân của mình. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 8 âm lịch để mệnh chủ tuổi Nhâm Tý có những kế hoạch phát triển phù hợp. Đầu tiên là tử vi tuần 1, tuổi Nhâm Tý, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Theo dõi tử vi tuần của 12 con giáp, tuổi Nhâm Tý được dự báo sẽ là một trong những con giáp may mắn tuần này. Những ngày này chỉ cần nắm bắt cơ hội tốt là có thể nhanh chóng thoát khỏi sự tầm thường, sự nghiệp nhảy vọt, phú quý tự nhiên tăng lên. Ngay từ đầu tuần bản mệnh đã đạt được một vài thành công bước đầu, công việc đang tiến triển khá tốt nếu cứ tiếp tục đà này. Thời gian tới bạn còn có thể đón một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, đón nhiều điều bất ngờ trong đó thì sẽ giàu có. Tuy nhiên, những thành tích đó có thể khiến bạn trở nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Hãy chú ý hơn với cách hành xử của mình, nếu không bạn sẽ làm mất lòng nhiều người xung quanh, tự gây rắc rối cho bản thân. Phương diện tài chính cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, bạn tìm ra hướng đi mới nên dễ dàng thu hút thêm một lượng khách hàng mới tới với mình, dù có thể hơi vất vả. Song bạn vẫn có thể thu được một khoản tiền rủng rỉnh vào tay. Trên phương diện tình cảm, tuổi Nhâm Tý sẽ thích trêu chọc hay giận dỗi nửa kia để được chiều chuộng. Vậy nhưng khi việc này thái quá và không đúng lúc, thì có thể gây ra tác dụng ngược,
Do đó bản mệnh nên quan sát một chút, kẻo gây ra hiểu nhầm không hay trong cách giao tiếp giữa hai người. Quý nhân, Thân, Tuất. Tiểu nhân, Mão, Ngọ. Màu sắc may mắn, trắng, vàng. Tử vi tuần 2, tuổi Nhâm Tý, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trong tuần này, người tuổi Nhâm Tý sẽ có những cú bứt phá rõ ràng, gặt hái không ít thành tựu bằng chính sự nỗ lực của bản thân. Tuy vẫn còn gặp phải một vài khó khăn và thách thức, song điều đó không khiến con giáp này nản lòng thoái chí. Nhờ trí thông minh và bản lĩnh của mình mà bản mệnh vẫn hoàn thành và có thể vươn lên, thậm chí trải qua thách thức, bạn còn khám phá thêm được khía cạnh chưa từng biết đến của bản thân. Không chỉ công việc, tình hình tài chính cũng có điểm sáng, nhất là vào thời điểm cuối tuần, bạn đưa ra những quyết định đầu tư chính xác, nên đồng tiền nhanh chóng chảy vào túi, thậm chí bạn còn được nhận tiền bằng những trò chơi thử thách vận may, điều mà không phải ai cũng may mắn có được. Con giáp này cũng được tận hưởng niềm hạnh phúc do tình yêu mang đến, mối quan hệ lứa đôi ngày càng bền chặt hơn. Bạn luôn được người ấy chăm sóc và quan tâm đến từng phương diện, khi gặp khó khăn đối phương cũng sẵn sàng ở bên để truyền động lực cho bạn. Tuy nhiên, hung tinh cũng nhắc nhở bạn chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân nhiều hơn trong giai đoạn bận rộn này. Nếu cảm thấy cơ thể mệt mỏi kiệt sức, có dấu hiệu cảnh báo thì bạn cần phải gác hết công việc lại ngay để đi khám chữa bệnh ngay lập tức. Trong tuần này có những thách thức bất ngờ xuất hiện, cũng là cơ hội để bản mệnh tuổi Nhâm Tý rèn luyện và tiến bộ hơn, thậm chí là chuyển bại thành thắng. Bởi vậy, dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng đừng có bi quan vì những khó khăn trước mắt sẽ qua đi sớm thôi. Tình cảm trục trặc tương đối lên cao do cô thần tìm đến, nửa kia mang đến cho bạn nhiều buồn phiền và những việc đau đầu. Lúc này bản mệnh cần nghiêm túc suy nghĩ về tương lai xem người ấy có thực sự phù hợp với mình hay không. Tình yêu tươi đẹp nhưng trách nhiệm trong tình yêu thì không dễ chút nào. Quý nhân, Thìn, Hợi. Tiểu nhân, Mão, Tỵ. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Tử vi tuần 3, tuổi Nhâm Tý, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Theo tử vi tuần mới, tuần thứ 3 này, vận trình của người tuổi Nhâm Tý là một trong những con giáp may mắn, đón nhận nhiều cơ hội để thăng tiến, trong công việc mọi thứ đang trên đà phát triển đi lên. Với những ai đã có nền tảng tốt, họ có thể nhanh chóng vượt qua những thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến tới mục tiêu đã định. Vận khí khởi sắc giúp cho người tuổi Nhâm Tý gặt hái được nhiều thành công, tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng cơ hội chỉ dành cho những người đã chuẩn bị đầy đủ. Muôn việc đủ cả chỉ thiếu gió đông, đó mới là phương hướng đúng đắn để tận dụng tốt vận may trong tuần này. Chính sự thành công trong công việc giúp đường tài lộc của bạn cũng rộng mở, người tuổi Nhâm Tý sở hữu sự nhạy bén, kinh doanh buôn bán thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ tới bất ngờ. Theo thời gian bản mệnh có thể tích lũy những thành tựu đáng ngưỡng mộ, lưu ý nên biết chi tiêu vừa phải, không vì thu nhập gia tăng nhanh mà lãng phí tiền bạc, dễ tiêu hao vận tài lộc. Thêm vào đó tuần này sức khỏe không được tốt, cơ thể yếu nhược ốm đau, bệnh tật, nếu có bệnh thì bản mệnh nên đi khám sớm, tránh trường hợp bệnh quá lâu sẽ khó chữa trị, vấn đề này nhất định không được chủ quan. Ở phương diện tình cảm, bạn cũng không nên quá mong đợi, có thể bản mệnh tuổi Nhâm Tý gặp gỡ được một vài đối tượng khác giới, nhưng vẫn chưa rõ ràng mối quan hệ. Các cặp đôi nên quan tâm chia sẻ với nhau nhiều hơn để cùng nhau thấu hiểu và cảm thông, tránh cảnh mỗi người một suy nghĩ, không biết nói cùng ai. Quý nhân, Dần, Thân. Tiểu nhân, Ngọ, Mùi. Màu sắc may mắn, trắng, tám. Tử vi tuần 4, tuổi Nhâm Tý, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết, người tuổi Nhâm Tý cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với những căng thẳng trong cuộc sống, dù bạn đã ở vị trí vững chắc lại thêm sự táo bạo mà thương quan mang tới. Nhưng cũng chính thương quan gây ra thị phi, rắc rối, bị người khác nhòm ngó, bản mệnh tính cách mạnh mẽ thận trọng, biết cách xử lý mọi việc theo chiều hướng tích cực. Nhưng gặp quan tinh nóng này, có chút cậy quyền cậy thế nên không tránh khỏi sự lôi thôi, bản mệnh tập trung cho sự nghiệp, vận trình tài lộc ở mức độ trung bình, không quá xấu. Quan hệ xã giao gặp thực thần cứu vãn một chút cho tuổi này, bạn có thể tận dụng sự quen biết giới thiệu từ bạn bè để bắt mối với những người có lợi cho công việc, giúp bạn giải quyết những rắc rối, đừng từ chối bất cứ cơ hội nào, bởi biết đâu đó sẽ là bàn đạp để bản mệnh tiến xa hơn nữa. Sức khỏe vẫn ổn, nhưng có dấu hiệu của bệnh cảm cúm, viêm họng, sốt virus, không nên chủ quan cho rằng bệnh sẽ tự khỏi khi thấy không khỏe. Bạn cần ngay lập tức điều chỉnh chế độ ăn uống sao cho phù hợp và tốt nhất là nên tới thăm khám bác sĩ để nhận được sự tư vấn chính xác, tránh mua thuốc tự uống. Quý nhân, Sửu, Thìn. Tiểu nhân, Mùi, Dậu.
màu sắc may mắn vàng, xanh lam. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.